Máy nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Nhờ sự tiến bộ công nghệ, máy nông móc đã dần thay thế công việc chân tay lao động truyền thống và mang đến những lợi ích vượt trội cho người nông dân. Từ việc cày xới đất, thu hoạch, phun thuốc đến gieo hạt, máy nông nghiệp đã giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Lợi ích đầu tiên của máy nông nghiệp đó là thay thế sức lao động của con người trong các công việc nặng nhọc và lặp đi lặp lại, qua đó giúp nâng cao hiệu suất và giảm sự phụ thuộc của lao động chân tay. Các loại máy móc này thường sẽ thực hiện các công việc nhanh chóng và chính xác, giảm thời gian và công sức lao động, từ đó tăng năng suất sản xuất. Một trong những vai trò quan trọng của máy móc nông nghiệp không thể không nhắc đến đó là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Nhờ được trang bị công nghệ xịt thuốc và phân bón một cách chính xác, chúng giúp giảm lượng hóa chất cần sử dụng và ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, máy nông nghiệp hiện tại còn có khả năng giảm sự ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học. Đó là nhờ việc giảm thiểu việc tưới đất và tạo điều kiện tốt cho sự tồn tại của các sinh vật quan trọng trong hệ sinh thái nông nghiệp.